nghe quả bồ. Quả bồ rít quá ngon luôn. Rít quá ngon luôn quả bồ. Vào cua mượt mà. Ấy. Quá chất luôn. Cũng chất bồ thể thao luôn nha quý chị nhá. Cửa sổ trời, gương kính điện cam hành trình, đồ chơi đủ luôn có nhé. Màu nội thất cũng rất là đẹp luôn này. Rồi có lễ kể số vô lăng này, có điều hòa tự động hết đây rồi, thấy chưa? Hoặc là những cái bản mặt hiển thị đồng hồ giải trí bát đa phương tiện này, coi nhìn này, nó hiển thị tất cả những thông tin và rất là đẹp, kể cả bên trong nội thất này, coi nhìn chưa? Ghế da của nó là ghế da múi hết đây có nhé. Đấy, ghế da múi này đẹp luôn. Chiếc xe này thì được độ lên tầm khoảng 70 triệu tiền đồ chơi. 70 triệu tiền đồ chơi nhé quý chị nhé. Có anh nhìn này. Đấy, kể cả tất cả những cái da này. Quá đẹp luôn cho anh em nhà mình. Đấy, có nhá. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá chi tiết chiếc xe này. Xin chào các bác nhá. Ngày hôm nay thì em Công sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc xe thể thao hai cửa mà vừa nãy thì chúng ta đã được trải nghiệm qua các vòng cua để thấy được chiếc xe này khi nó vào cua nó mượt mà như thế nào rồi nhé quý chị nhé. Đây, đây là một chiếc xe Hyundai Genesis sản xuất năm 2010. Và chiếc này thì các bác nhìn này, hai bên này các bác nhìn chưa? Nó độ nó giống như là một con Lexus, coi nhá, mặt găng như cổ Lexus luôn. Và chiếc này kể cả từ những cái bo viền hay là những cái viền đèn này, các bác nhìn này, có giải mí đèn LED đầy đủ này, có đèn pha này, các bác nhìn chưa? Và có bốn xung quanh cái viền đèn này nó là đèn đèn led hết nhé con nhé, đèn led hết. Và các bác nhìn bo này nó như một con Lexus luôn, bo mặt ga đằng trước như một con Lexus luôn. Chiếc này là trang bị động cơ 2.0 nhưng mà có cả độ Zippo các nhá, nên là quá mọi người thấy là khi chúng ta mà bật cái chế độ mà bo khẹt bo đấy thì khi bật lên là nó nổ rất là to, nó giống xe thể thao, nhưng khi chúng ta chỉ cần chất chế độ đi thôi là giống như một chiếc xe bình thường, nổ rất là êm ái luôn cho anh em mình. Đây chúng ta có thể quan sát tổng thành ngoại thất của xe. Tổng thành ngoại thất của xe đây cơ nhá. Ngoại thất của xe đây ạ, cho anh em nhà mình cùng xem này. Đấy. Quá đẹp luôn đây cho anh em nhà mình luôn rồi. Có nhìn chưa? Ấy, đây, quay như này cho anh em nhà mình dễ xem. Một chiếc xe thể thao hai cửa nhá, kính không viền, xinh nhan gương đầy đủ luôn cho anh em nhà mình. Có nhìn như này có rõ không ạ? Nhìn như thế này nó có rõ không? Đấy, đây ạ. Có nhìn chưa? Quá đẹp đây cho anh em nhà mình luôn. Cánh gió thể thao phía sau đẹp này. Hai bồ thể thao đẹp đây cho các bác nhé, hai bồ thể thao đẹp. Và có trang bị 4 cảm biến lùi rồi. 4 cảm biến lùi để đỗ xe cho anh em nhà mình luôn. Các bác nhìn đèn phía sau này. Đấy ạ, nhìn đèn phía sau của em nó đã, các bác nhìn chưa? Ơi, nhìn đèn phía sau nó quá ok luôn đây nhá quý chị nhá. Rồi cánh gió thể thao đẹp này cho anh em nhà mình này. Đấy. Được chưa? Con này thì trang bị một bộ phanh bamboo. Đây phải coi nhá. Đây coi nhìn chưa? Phanh bamboo của em nó này. Rồi la răng 6 chấu kép, 5 chấu kép đây cho anh em nhà mình luôn, 5 chấu kép. Lốp thì rất là mỏng luôn và lốp rất là to. Những cái dòng này nó là vành R19, la răng R19 coi nhá, tức là nó to hơn cả một con Santa Fe. Đấy, la răng nó to hơn cả một con Santa Fe. Đây ạ. Có nhìn chưa? Quá đẹp luôn cho anh em nhà mình luôn. Xinh nhan gương đầy đủ luôn cho anh em. Khóa mở cửa nút một chạm cánh cửa nội thất của em nó đây. Ấy, có nhìn chưa? Nội thất này. Đây ạ. Đấy. Coi nhá. Độ rất nhiều đồ chơi trên xe cho anh em nhà mình luôn, từ những cái màu nội thất này, rồi ghế này, túi khí đây coi nhá, túi khí này. Đấy, túi khí cả ở trên trên hông ghế này. Đấy, ghế da múi hết rồi. Cửa sổ trời, trần nỉ, cam hành trình, cam lùi đầy đủ luôn cho anh em nhà mình. Nói bảo là không đến 100 triệu nhưng mà chiếc này thì độ tương đối nhiều tầm khoảng 70 triệu có nhá. Đây có nhìn này, phanh bamboo hết rồi. Đấy, cả đây ạ, có nhá, đẹp đúng không ạ? Có nhìn thấy đẹp không ạ? Đèn này ấy, nhìn em nó rực rỡ như thế này cơ mà.
Đấy. Các bác nhá, nhìn nữa. Quá ok luôn. Đây đằng trước đây chữa cho anh em nhà mình cùng xem này. Sinh nhan trên gương đầy đủ rồi. Đấy, bên trong đây nữa cho anh em này, ghế điện nhá. Bàn đủ, có ghế điện đầy đủ luôn cho anh em nhà mình đây rồi. Đấy, ghế điện đầy đủ rồi. Và đây chúng ta sẽ xem khoang động cơ của em nó. Coi nhá, xem thêm. Lấy cái số vô lăng phím bấm đầy đủ, đẹp. Zinet cho anh em nhà mình luôn. Túi khí đương nhiên rồi, cái dòng này thì túi khí quanh xe. Lát chúng ta sẽ kiểm tra những cái túi khí của chiếc xe này. Chúng ta sẽ xem trước về cái phần động cơ của em nó này. Khoang động cơ. Đây các bác nhìn chưa? 2.0 turbo động cơ của em ở đây. Đấy. Các bác nhìn nhá, từ những cái thanh răng đằng trước này. Các bác nhìn chưa? Đấy. Bên đây nữa này. Các chi tiết của em nó này. Nắp capo này. Đấy ạ. Quá ok luôn. Vuông đét cho anh em nhà mình nhá. Đây. Các bác thấy chưa? Máy số này. Đấy. Zin luôn, bao zin luôn cho anh em nhà mình nhá, quý cô bác, quý chị anh chị em mình nhá. Và trước này thì một dòng xe thể thao hai cửa như thế này mà bây giờ chỉ có giá hơn 400 triệu các bác ạ. Chỉ giá hơn 400 triệu đồng thôi. Giá của em này bây giờ nó chỉ rơi vào 455 triệu. Các bác nhá. Túi khí đây các bác nhìn này. Đấy, túi khí trên cột này. Rồi túi khí ở hai bên hông này. Hai bên hông này. Đấy, túi khí ở trên cột này nữa này. Các bác nhìn chưa? Hai cột này là 4 này, hai cột trên là 6 này, hai bên dưới này là 8 và hai cái ghế này là 10 túi khí. Đấy, 2 4 6 8 túi khí an toàn. 8 túi khí an toàn. Có nhá. Đấy, nhìn chưa? Nhiều quá nhiều túi khí đây. Chúng ta có thể xem phần cốp sau của em nó này. Mặc dù nó là một dòng xe thể thao hai cửa nhưng mà chiếc xe này thì cốp của em nó cũng khá rộng luôn. Bên trong này cũng có độ cả miếng loa đây. Có nhá, miếng loa đây nghe âm thanh bên trong xe rất là chất luôn. Rất là rộng rãi. Đây coi nhìn này. Đây. Lốp dự phòng nguyên zin nguyên bản theo xe. Nguyên zin nguyên bản theo xe đây cho anh em nhà mình cùng xem nhá. Đây, đây các bác nhìn chưa? Nguyên zin luôn. Đây là lốp nguyên zin theo xe, kích đầy đủ, trong đầy đủ. Phía sau này các bác nhìn chưa? Zin nét cho anh em nhà mình luôn. Đấy, đây lại các khe kẽ này. Zin. Cam kết luôn cho anh em nhà mình chiếc xe này nhá quý chị nhá. Là một chiếc xe zin đét cho anh em nhà mình luôn đây. Đấy. Một chiếc xe thể thao hai cửa Hyundai Genesis. Sản xuất năm 2010. Phiên bản số tự động, độ full đồ chơi, độ từ mặt ca răng và độ chơi đồ chơi trong xe. Giá bán là 445 triệu có nhá. 455 triệu. Bác nào mà đang quan tâm thì có thể liên hệ ngay cho em Công qua số điện thoại của em là 0984 883 950 để được tư vấn hỗ trợ mua bán cũng như là lịch hẹn xem xe. Cảm ơn anh chị em mình đã luôn đồng hành ủng hộ em Công. Xin chào và hẹn gặp lại.